Chiều ngày 8 tháng 7, trên 1.400 thí sinh của thành phố Uông Bí đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, chất lượng. Thành phố có 4 điểm thi đặt tại trường trung học phổ thông Uông Bí, trung học phổ thông Hồng Đức, trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ và trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành. Trong đó, điểm thi trường trung học phổ thông Uông Bí có 662 thí sinh đăng ký dự thi với 28 phòng thi. Trung học phổ thông Hồng Đức có 325 thí sinh đăng ký dự thi, 15 phòng thi. Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ có 226 thí sinh đăng ký dự thi, 10 phòng thi. Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành có 253 thí sinh đăng ký dự thi với 12 phòng thi. Ghi nhận tại tất cả các điểm thi, công tác tổ chức kỳ thi, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện đồng bộ hiệu quả. Các lực lượng gồm an ninh, cảnh sát giao thông, cán bộ y tế, thanh niên tình nguyện được tăng cường điều động để thực hiện nhiệm vụ giám sát, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các điểm thi và hỗ trợ thí sinh. Trong ngày 7 tháng 7, các thí sinh làm bài thi ngữ văn thời gian 120 phút, buổi chiều làm bài thi toán thời gian 90 phút. Ngày 8 tháng 7, buổi sáng thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thời gian 50 phút mỗi môn, buổi chiều làm bài thi ngoại ngữ thời gian 60 phút. Đề thi được đánh giá bám sát chương trình vừa sức với thí sinh. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, tại các điểm thi đều thực hiện nghiêm kỷ cương quy chế thi, không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm. Công tác phòng chống dịch được triển khai thực hiện tốt, các thí sinh dự thi với tâm lý tự tin phấn khởi. Dự kiến kết quả kỳ thi sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 7 năm 2022. Công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hoàn thành chậm nhất vào ngày 26 tháng 7 năm 2022.